Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay xin mời các vị chúng ta lắng nghe tiếp nội dung ở trong đời sống của chúng hữu tình, các loại thức ăn, đó là xúc tư thức. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu đoạn thực rồi phải không? Giờ các vị lắng nghe thêm ba loại thức ăn nữa, đó là xúc tư thức. Chúng ta giải thích chữ xúc tức là phải căn trần thức nó kết hợp lại, nó mới tạo ra cái gì là xúc, phải không? Rồi chữ tư á, chữ tư là ý, là suy nghĩ, tư là tư lương, suy lường, tư tướng đó. Trạng thái này gọi là ý nghiệp. Và thức ấy, là chỉ cho thức uống. Như vậy thì xúc tư thức, những loại thức ăn của nó như thế nào, nó là những loại thức ăn gì ha? Ở đây chúng ta học câu xá thực ra không phải là một nội dung mà chúng ta diễn giải vào câu xá, mà thầy chỉ làm một cái người hướng dẫn cho các vị đọc và hiểu câu xá. Đây là điều quan trọng mà thầy muốn làm. Tại vì tài liệu của các vị nắm trên tay là một loại tài liệu chuẩn mực. Nó ngang bằng với những loại triết học tư tưởng và tâm lý và tư tưởng của Phật giáo hay gọi là triết học phương Đông đó. Nhưng mà chúng ta do thiếu ngôn từ thành ra đọc vào thấy nó hơi vướng, khó tưởng tượng hình dung. Giờ đây là chúng ta đến học để chúng ta lắng nghe sự hướng dẫn và chúng ta cố gắng đọc và phân tích. Khi các vị nắm được ít nhiều rồi, sau đó ở tại nhà các vị đọc đi đọc lại nhiều lần thì chúng ta sẽ thấu hiểu được. Ở đây chúng ta thấy này, cái chữ xúc các ngài giải thích rất là rõ, quen thuộc với chúng ta. Đó là xúc phát sinh từ tổ hợp ba, là chỉ cho căn trần và thức. Tư là chỉ cho ý nghiệp. Thức là chỉ cho thức uẩn. À, ba loại này là hữu lậu. Nếu ba loại này mà gọi là hữu lậu á, cái ý nó là gì? Là xúc, là tư, là thức. Ba cái loại này nằm trong phạm vi hữu lậu thì gọi là thức ăn. Nhưng ngược lại, vô lậu, xúc phát sinh từ tổ hợp tư tức là ý nghiệp, thức tức là thức uẩn. Ba loại này đều là hữu lậu thì thành thức ăn và có mặt ở trong tất cả tam giới. Chúng ta hiểu rằng ba loại xúc tức là cái sự gì, là cái xúc đó, cái trạng thái là xúc chạm đó, rồi tư, rồi thức, nếu như nó là hữu lậu thì nó thuộc loại thức ăn và nó sẽ có mặt ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn ngược lại, cái xúc mà dẫn tới vô lậu, ý tư là dẫn tới vô lậu và thức mà dẫn tới vô lậu thì đây không phải là thức ăn. Hiểu không này? Ở đây các ngài giải thích ngay lập tức vì sao thể của thức không thông vô lậu. Vì sao cái thể của thức ăn này á, cái thể tức là cái bản chất của thức ăn nó không có đồng với cái chất gọi là vô lậu. Các vị theo dõi kịp không? Các luận sư trả lời rằng là thức ăn hàm nghĩa trướng dưỡng, trong khi vô lậu sinh khởi thì làm cho hữu tận diệt. Hiểu không? Chúng ta hiểu câu này không?
rất là dễ hiểu phải không? Tức là thức ăn thì làm cho các hữu trưởng dưỡng, tức là chúng ta muốn tồn tại, mình tồn tại đây là một hiện hữu, và muốn cái hiện hữu này được giữ gìn, được trưởng dưỡng thì phải có thức ăn cho nó. Còn khi mà vô lậu xuất hiện thì cái xu hướng khiến cho cái hữu nó bị đoạn diệt, tức là chúng ta sẽ ngừng lại sự tái sanh, chúng ta ngừng lại mọi thứ, nó đi vào cảnh giới đoạn diệt, đó là niết bàn. Hiểu không ạ? Từng câu từng chữ như vậy rất là dễ hiểu phải không? Tiếp theo nữa thưa quý vị, ở đây chúng ta tìm hiểu tới dinh dưỡng và tồn tại thì như trong khớ kinh có nói, đó là bốn loại thức ăn này để cho bổ đa. Bổ đa tức là cái loài đã sinh. Chữ bổ đa là cái chữ là giải thích là nghĩa là gì? Là cái loài đã sinh. Để cho các loài đã sinh được tồn tại duyên kỳ. Duyên kỳ là sao? Duyên tức là duyên hồng đó. Duyên tức là duyên kỳ, tức là nó là nó lớn mạnh lên, nó tốt đẹp lên, nó tươi tắn lên, gọi là duyên kỳ. Và tư trợ cầu sinh. Chữ tư trợ này á là chỉ cho trung hữu. Nó giúp cho các cái loài trung hữu đó, cái trung hữu đi cầu một cảnh giới tái sinh. Cho nên trung hữu nó cũng có thức ăn. Thức ăn của nó là mùi hương. Cho nên nó còn cái tên gọi khác là hương thực. Phải không ạ? À? Như vậy thì chúng ta giải thích rằng bốn loại thức ăn này, tức là đoạn thực hay là đoạn thực. Đoạn là vo tròn, đoạn nghĩa nó cũng vậy thôi. Đoạn thực, đoạn thực. Hay là gì? Xúc thực. Ý tư phải không? Và thức thực. Bốn loại thức ăn này nó khiến cho các loài đã sinh tồn tại duyên kỳ và tư trợ cầu sinh. Tức là những loại thức ăn này á, các loài trung hữu nó muốn tìm kiếm ăn, nó muốn tìm đến đó để mà hưởng. Các pháp vô lậu thì nó không như vậy, cho nên nó không phải là thức ăn. Từng câu từng chữ đã được giải thích rất rõ. Ở đây chúng ta thấy Thế Tôn nói đến cái trạng thái trung hữu ấy, thì ngài nêu ra có 5 chữ để chỉ đến cái cảnh giới trung hữu cho chúng ta nhận định. Thứ nhất là ý hành. Ý hành là sao? Là vì được xuất sinh bởi ý, chứ không do ngoại duyên như là tinh cha huyết mẹ hợp thành. Như vậy thì khi mà trạng thái bản hữu tạo ra một loại nghiệp phiền não như thế nào đó, màu sắc của phiền não đến đâu và nó biểu hiện như thế nào, khi duyên đủ thì bắt đầu khi lâm đi vào trạng thái là tứ hữu. Khi đi vào trạng thái tứ hữu thì sao? Thì cái phiền não này nó nối lên hiện tiền. Khi phiền não mình nối lên hiện tiền á, thì bắt đầu là chuyện gì xảy ra? Có 5 chữ mà Thế Tôn chỉ cho trung hữu. Đó là gì? Đó là ý hành, vì nó được xuất sinh bởi ý. Nó được xuất sinh bởi ý. Tức là những cái vận hành nó được hình thành trên cơ sở của ý, chứ không phải nó dựa trên tinh cha huyết mẹ mà khởi. Nó là ý, là thuộc về nghiệp mà. Nghiệp nó là một cái quán tính, một cái tập khí, là một cái năng lượng, một cái năng lực nó siêu hình, nó vi tế vô cùng, nó có cái sức là quấn chặt tâm của chúng ta. Thành ra do vậy mà nó không phải là cái duyên từ tinh cha huyết mẹ hợp lại. Mà ý hành là gì? Là nó xuất sinh bởi ý, chỉ vậy thôi. Thứ hai là cầu sinh, bởi vì trung hữu á, nó luôn là cầu cái nơi nó tái sinh. Nó gây cái nghiệp phiền não gì thì cái tâm của nó hay hướng tới cái chỗ đó, hướng tới cái chỗ đó. Chẳng hạn như bây giờ nó liếc ái con người, thì bắt đầu nó nghĩ tới con người, nó cứ quanh quẩn quẩn cái kiếp của con người. Hoặc là chúng ta hướng tới Đức Phật Cực Lạc Tây Phương, thì bắt đầu chúng ta cũng tạo cái duyên Cực Lạc Tây Phương. Cho nên khi thân hoại mạng chung, tâm mình cứ nghĩ tới Cực Lạc Tây Phương. Thành cái ý hành đó nó dẫn chúng ta về Cực Lạc Tây Phương. Đây gọi là cầu sinh Tây Phương. Rồi thực hương là vì nó ăn hương, nó ăn một cái thức ăn vi tế, bởi vì dạng vật được có cái mùi hương của nó.
mà chúng ta cũng hiểu là hương này hương kia đủ loại hương, thành ra cái tâm của trung hữu đó nó cũng nó dẫn tới cái gì, nó dẫn tới cái mùi hương mà nó thích thú, cho nên nó đầu thai. Còn cái chữ trung hữu, dùng trung hữu là vị trí cho nó ở giữa hai cái giới, tức là hai cái thú, tức là hai con người, chẳng hạn như chư thiên, thì cái trạng thái ở giữa, trạng thái ở giữa là nó từ con người chuyển sang chư thiên thì nó có một cái trung hữu. Đấy, cho nên cái trạng thái tồn tại ở giữa hai thú, hiểu không hả? Thì gọi là trung hữu. Cho nên xét cái vị trí của nó mà gọi là trung, nhưng xét về cái ý hành của nó ấy, gọi là tâm ý mà, thì gọi là ý hành. Hay là xét về cầu sinh, tức là cái năng lực luôn cầu tới chỗ tái sanh, nó cầu liên tục. Chẳng hạn như bây giờ nó có nghiệp con chó, nó cầu sinh làm con chó, mà trong cái mùa đó con chó không có động được thì sao? Thì nó kiếm tâm trời sôi thì trời sôi hối động được, không có mùa. Thậm chí nó nương gá tới mức mà nó duyên tới cái người mẹ đó, và nó muốn làm con của người mẹ đó. Nó khiến cho một người mẹ gọi là trung trinh tiết liệt mà dẫn phải đi kiếm một người đàn ông nào đó để sinh cho được đứa con. À, nó có những cái chuyện như vậy. Một người phụ nữ mà đi sinh một người đàn ông cho tôi một đứa con thì họ rất là tự trọng, rất là sĩ diện, phải không? Nhưng mà họ vẫn mở miệng ra được, họ vẫn như vậy được, là nó có cái lý do phức tạp ở trong tiềm thức. Mà ở đây là chúng ta hiểu rằng là do cái trung hữu nó quyết định quyết liệt làm con của người đó. Thành ra để kiếm cái duyên, nó thúc giục cái người mẹ không còn tự chủ được nữa. Nó phức tạp vô cùng như vậy đó. Hoặc là cái duyên trung hữu đó mà nó không có tồn tại được lâu, thì nó chỉ cần gá thai, thế là người mẹ chỉ cần gánh nặng hay là bưng nặng hay là đi vấp ngã hay là ăn đồ nóng đồ lạnh cũng đủ là nó chết rồi. Hiểu không ạ? Nó phức tạp vô cùng, cho nên trạng thái này gọi là gì? Là hương thực trung hữu. Rồi trạng thái nữa là chuyển khởi. Dùng một chữ chuyển khởi là gì sao? Bởi vì nó hướng đến sự tái sanh. Hướng đến sự tái sanh. Có một câu nói mà trong kinh Thế Tôn nói thế này này: sau khi hiện khởi tự thế dễ bị tổn thương. Là sao? Tức là hiện khởi trung hữu đó nó có một cái năng lực dễ bị tổn thương. Cái sự tồn tại của nó dễ bị tổn thương, cho nên nó sẽ dẫn tới gì? Nó dẫn tới đầu thai ở trong thế gian dễ bị tổn thương. Vì sao như vậy hả? Bởi vì cái nghiệp ý hành của trung hữu này á, trong đời sống hiện tiền dùng thân ngữ ý gây ra sự tổn thương. Dùng cái ý nghĩ gây tổn thương cho người khác. Thành ra Phật nói tỳ kheo vào trong xóm làng, khất thực vào trong xóm làng không có hại sắc và hương. Thậm chí Phật nói rằng một vị tỳ kheo tuyệt đối không có khơi cái ý nghĩ là làm tổn hại cho người khác để đem lại cái sự thú đắc cho mình. Nhưng nếu như mà chúng hữu tình ngoan cố thì vị tỳ kheo này á, là phải thi triển thần lực để chiết phục. Thì đây gọi là Bồ Tát Đạo. Nhưng mà tất nhiên là nó khó chịu, nó buồn phiền, nhưng mà chuyện của nó. Nhưng mà mình cũng không có gì tham mà khởi cái tâm ác hại, hoặc là gì nữa, hoặc là dùng cái thân mà gây tổn hại chúng hữu tình, hoặc là dùng cái miệng làm để tổn hại chúng hữu tình. Như vậy thì thân miệng ý mà gây cái nhân, hở có nhân thôi không cần biết rằng là cái chuyện gì xảy ra, chứ mà có nhân thì nó y như trong quả trong tâm mình. Thế mình đã dùng mà, dùng cái hành động như vậy, thân miệng ý gây ra tổn hại, thì cái nhân đó in vào trong tự tâm. Và lúc bây giờ khi trung hữu xuất hiện thì cái trung hữu đó nó mang đúng y như là những cái tố chất màu sắc của những cái yếu tố nhân nó đã gây ra. Thành ra nó đi tìm kiếm một cái gì? Một cái đời sống sâu, một đời sống sâu dở bị tổn hại. À, thành ra một vị mà không có sát sinh, thành ra nhiều đời nhiều kiếp giao kết không đức, lửa cháy không đốt không cháy, hoặc là nước nhấn chìm không có chìm được, cá ăn như bụng không chết, hiểu không? Tại sao? Bởi vì cái thân ngữ ý của họ không có tạo ra sự tổn hại cho chúng hữu tình. Thành ra còn một số nghiệp mà họ phải thọ lấy thân người, nhưng mà cái thân người đó không có bị tổn hại trong lĩnh vực đó. Còn nếu như mà nó có cái sự tổn hại thì bắt đầu nó chiêu cảm cái quả báo tổn hại. Thế là họ ăn, họ uống, họ đi tìm tới một cái chỗ tổn hại. Những trường hợp này nhé, là do nhân quả. Chúng ta dựa lên nhân quả chúng ta thấy rất rõ, phải không? Thành ra Thế Tôn mới nói rằng gì? Là khi hiện khởi tự thế dễ bị tổn thương là ý cho trạng thái trung hữu. Nhưng mà cái tự thế dễ bị tổn thương này là cũng phải là bản hữu của nó là tạo lên cái nhân chứ.
Lúc bây giờ cái nghiệp hiện tiền nó nổi lên khi lâm chung. Rồi cái chung hữu hiện ra là cái chung hữu dở bởi chấn thương, cái chung hữu mà yếu đuối bệnh tật rồi đủ thứ ho hen cái hàng giả đó, nó kết thành rối. Bắt đầu á nó đi tìm tới cái chỗ mà cái chỗ đó là thọ lấy cái thân sau, cái thân dở bởi chấn thương sẽ xuất hiện. À, chúng ta hiểu không? Thành ra khi con người ra đời là họ đã mã hóa ở trong tâm của họ một cái hạt giống, chẳng hạn như thọ mạng tới đó, rồi sung túc tới đó, rồi mọi thứ tới đó là nó có sẵn hết. Nhưng mà dạng vật thì không bao giờ đứng nghiêng, bởi vì cái nghiệp mà kiên cố như là chúng sanh A Tỳ cũng bị thay đổi, đừng nói chi cái gì. Cho nên khi chúng ta ra đời thì chúng ta có thể tu tập, có thể thay đổi tất cả mọi loại nghiệp mà mình tạo ra. Tại vì cái nghiệp đó chỉ cần mình bóc cái vỏ của nó, thì tức là cái vỏ phiền não á, thì nó không thể nảy mầm. Đây chính là diệu dụng của tu hành. Tiếp theo ha. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy Thế Tôn nói tiếp rằng là có loại Bồ Đề Già La đã đoạn các kiết sử khởi nhưng chưa đoạn các kiết sử sinh. Nghĩa là sao? Tức là một hạng đã đoạn năm hạ phần kiết sử, tất nhiên là không có sinh ở hạ giới. Nhưng mà sao? Nhưng mà chưa có đi vào trong Niết Bàn. Mà thường thường những người này họ còn những cái kiếp tái sinh ở trên đấu, ở trên cổ trời ngũ tịnh cư, phải không ạ? Cho nên mới nói rằng là gì? Là đã đoạn các kết sử khởi nhưng chưa đoạn các kết sử sinh. Cho nên nó vẫn phải lấy một cái thân ở trên ngũ tịnh cư. Được chứ hả? Chúng ta càng học càng thấy thế giới này bao la và phức tạp vô cùng. Bất cứ một tình huống nào cũng có, chuyện gì cũng xảy ra. Và do vậy mà ở trong đây mới nói rằng á, là các vị bất hoàng thượng lưu, tức là gì? Là các vị mà bất hoàng thượng lưu bát Niết Bàn đó đã ly tham đối với dục giới sắc giới. Cho nên họ sinh ở trong cõi gì? Trong cõi vô sắc của những cảnh giới là ngũ tịnh cư. Rồi trung Niết Bàn. À, đi vào trong Niết Bàn mà chưa có đạt đến vô dư đó. À, bước vào trong Niết Bàn. Các vị A-la-hán trừ các trường hợp trên. À, những cái điều này á, là chúng ta hiểu rằng là những cái trường hợp mà chưa đoạn cái sinh. Cho nên nó vẫn còn ha. Các vị A-la-hán chưa đoạn sinh là sao? Tức là họ chứng vô dư Niết Bàn rồi. Trong tâm họ chứng rồi. Nhưng mà họ chưa chết. Cho nên chỗ này gọi là gì? Là các vị A-la-hán này, tức là gì? Đoạn các kết sử rồi. Nhưng mà các kết sử sinh chưa đoạn. Thành ra là chứng A-la-hán rồi mà còn đi hành đạo một thời gian nữa rồi bắt đầu mới đi Niết Bàn. Trạng thái đó là những vị A-la-hán đã không còn cái duyên tái sinh, nhưng mà cái kết sử sinh kia vẫn còn, cho nên họ duy trì thân mạng một thời gian. Và Đức Phật thường khuyến khích là các vị A-la-hán phát tâm giữ lại một niệm ở trong cái kiếp người, đôi khi để mà cái tâm nó đi vào trong Niết Bàn, nhưng cái niệm sinh đó nó giữ một cái thân sâu, đôi khi để người đó tiếp tục làm lợi ích cho chúng sinh. Còn nếu như mà họ triệt hẳn, họ không còn cái nhân nào để tái sanh nữa, đi vào trong cái lấy thân sâu nữa là chắc chắn là hết, là thế gian không ai cứu độ. Cho nên Phật nói đó gọi là A-la-hán tiêu nha bại chúng, là nghĩa là vậy đó. Tức là họ không khởi một cái niệm. Cho nên con người mình cũng vậy, làm gì làm, nhưng mà mình vẫn giữ một cái niệm là tồn tại để làm lợi ích. Còn khi chúng ta mà triệt bỏ hết tất cả những cái tâm niệm tồn tại, thì lúc đó là chúng ta đi thẳng trong Niết Bàn, mà Niết Bàn này không bao giờ còn là trở lại thời gian để giúp ai nữa. Rồi, hoặc là gì? Là Bồ Đà Chí A-la-hán. Tất cả những cái vị này á, là những cái vị mà trừ cái gì? Trừ cái kết sử mà đầu thai. Nhưng mà cái niệm sinh của họ còn tồn tại, cho nên nó kéo dài một thời gian. Còn lại thì tất cả những loài cầu sinh là chỉ cho những cảnh giới của trung hữu. Cầu sinh là chỉ cho cảnh giới của trung hữu, tại nó luôn luôn đi cầu có một cái thân rất là khổ cực. Thậm chí muốn đi theo mẹ đầu thai đi lâu lắm á. Đi lâu lắm. Chứ không phải nói rằng là tôi không muốn đầu thai, tự nhiên cha mẹ ân ái để tôi ra. Nói vậy là không hiểu biết. Thực ra mà nói thì không cầu sinh đứng mới nhảy đầu vô, người ta vui chơi cơ hội mới gì mình chui vô. Cho nên những cái điều đó là mình có cái gì, mình có cái tâm cầu sinh, cầu lâu lắm chứ không phải dở đâu nha. Cầu lâu lắm á, cầu có nói là có nhiều cái duyên mà Phật Bồ Tát có nói rằng là nhiều khi cả hàng ngàn năm á.
là đi theo cái người mẹ đó, người mẹ đã chết rồi, đầu thai chết, đầu thai chết, đầu thai mà không có đủ cái duyên, tại không có đủ cái tố chất của người cha kết hợp như thế nào cho nó phù hợp với nghiệp của người này thì nó không ghé thai được. Cho nên tại sao mà mình có hiếu á, là mình làm được nhiều việc, việc tốt, việc phước phước. Nghĩa là gì? Tức là cái mẹ là giống như cái cây chuối, mình là cái cây chuối con này nó tách ra từ mình mẹ. Mà nếu như cây chuối con này mà nó có khả năng trưởng dưỡng lại mẹ của nó thì lúc giờ mẹ nó tự động nó có một cái loại phước nó hồi lại trên bản thân của nó. Đó là những cái điều mà cái nguyên lý tương sinh á rất là kỳ diệu nha. Chỗ này chúng ta chiêm nghiệm sâu lắm chứ không thì khó mà biết được. Và tất nhiên khi cây chuối con nó tách khỏi mẹ rồi thì tất nhiên nó sống độc lập. Nhưng mà nếu như nó làm trước giữa cho mẹ nó thì nó lại tốt hơn. Rồi tiếp theo, những thức ăn nào để bổ đa tồn tại? Đó là những thức ăn hay được gọi là những thức ăn nào trợ ích cho các hữu tình cầu sinh. Tức là gì? Tức là những loại thức ăn nào khiến cho các loài hữu tình đã sinh ra, chẳng hạn như chúng ta, được tồn tại. Và những loại thức ăn nào mà khiến cho các loài cầu sinh, tức là loài trung hữu, nó ăn cái đó để nó có sự sống tồn tại. Thì ở đây các luận sư mới nói rằng tất cả bốn trong trường hợp, trong hai phương diện là đối với những phương diện còn tham ái thì đoạn thực dẫn khởi hậu hữu. Vì thế Thế Tôn nói rằng bốn loại thức ăn đều có gốc rễ của bệnh ung nhọt mũi tên làm duyên cho lão tử. Một câu trả lời có nhiều ý vô cùng. Chúng ta phân tích một chút, chúng ta thấy rằng tất cả bốn, tức là chỉ cho đoạn thực, xúc thực, ý tư thực và thức thực. Bốn phương diện này đều là gì? Là thức ăn, đều là thức ăn, có thể là tạo ra cái thức ăn cho cái loài đã sinh và trợ giúp cho các cái loài mà cầu sinh tồn tại. Đối với những hạng con tham ái thì đoạn thực dẫn khởi hậu hữu, tức là cái loại con tham ái, tức là như chúng ta. Còn những vị A-la-hán tâm họ không còn tham ái, thành ra họ vẫn ăn nhưng mà họ không có bị cầu sinh, không có bị làm cái duyên tái sinh. Còn chúng ta ăn mà thích cái món nào là chúng ta quanh quẩn ở cõi này ăn tiếp. Cho nên phải đầu thai giờ mới có ăn chứ ăn chỗ nào đây. Thành ra là cứ tu mà cứ muốn ăn là thứ nào cũng đầu thai, không giải thoát được. Nó là vậy đó, hãy mà nghiện cái gì là nó đầu thai cái đó. Nghiện làm chùa là đầu thai lại làm chú tiểu, cứ ngồi đó coi như đầu thai hoài, quên quán ở đó vô làm chú tiểu tiếp. Nó vậy đó, thành ra đi tu là đi giải thoát chứ không phải đi tu là đi kiếm chùa. Cái điểm này là chúng ta phải hiểu rõ nha. Thành ra là cái đi tu nó là viễn ly tất cả mọi loại mà. Vì vậy cho nên Thế Tôn muốn nói rằng bốn loại thức ăn đều là gốc rễ của bệnh, của ung nhọt, của mũi tên. Nó là tại vì cái bệnh này ung nhọt là nhức nhối này, cái mũi tên là nó làm đau đớn này, nó làm hủy hoại này, và nó là cái duyên để cuối cùng là chịu cánh lão tử. Và ở đây chúng ta thấy hai câu chuyện này nó rất là vui. Đó là gì? Đó là câu chuyện ngày xưa kể về một cái thời kỳ mà bị hạn hán, thì có một cái người cha, họ đem một ít tro gối lại và họ nói với con rằng là đây là thức ăn, bột gạo đem treo vô trong tường cột chặt, hai đứa nhỏ không nói xuống được và nó cứ nghĩ đó là thức ăn. Cũng có truyền thuyết nói rằng là người cha lấy cát cột ở trong bao, bỏ trong bao và cột ở trên trần nhà, thành ra đứa trẻ không thể leo lên được. Nhưng rồi người hàng xóm sang chơi hỏi rằng có gì ăn không con, thế là đứa trẻ y theo lời cha của nó và nói rằng là cha con đi mua thức ăn, có bột gạo kia, có gạo treo kia mà con không lấy được, chờ cha đem thức ăn gì. Người cha chỉ có hứa hẹn với con như vậy mà đứa trẻ này nó sống một thời gian khá lâu. Rồi cái người hàng xóm kia mở ra nó thấy cát, nó thấy là bột, nó thấy là giống như là tro á, không phải là gạo á, thì cái hy vọng trong tồn tại của nó chấm dứt, cho nên nó ngã ra chết từ. Cũng có trường hợp là một người đi vượt biên, họ bị tàu đắm rồi cái họ mới nhìn thấy có đèn đen kia, chỗ kia có một cái núi,
gần bờ và họ cố bơi tới đó. Nhưng mà khi họ bơi tới đó thì họ mới phát hiện nó là một cái ụ toàn là bột bấm, không không phải là đất. Cho nên lúc lúc đó là trong cái hy vọng của nó kiệt sức rơi xuống. Cái này nó gớm gớm lắm chứ không phải đơn giản. Ngày xưa ở chùa lúc nhỏ có một cái chùa từ Phước Lâm thầy á, họ đó cái vườn toàn là cây dừa, dừa cao dễ sợ lắm. Mà hồi đó thầy thì leo leo dừa hở dối chút, thành ra cũng ý lại, thành ra là leo như khí vậy đó, là cái chân cứ dậm dậm hai tay cứ sờ vậy là đi lên thôi. Nhưng mà quý vị biết không, nó đi lên thì cái bẻ dừa nó xà ra kín mít hết, không có chỗ lên. Và bắt đầu cái người mình nó sức nó xuống, gió nó mạnh quá nó đẩy đưa qua đưa lại thế này, thì lúc đó là trong ý nghĩ là không thể nào vượt qua được. Cho nên bắt đầu có cái ý đi xuống, thì lúc đó là cái tay nó muốn buông xuống, biết rằng xuống không bao giờ tới đất nổi, tại cái sức mình xài hết rồi, xuống nửa chừng là tay nó buông tay. Thì lúc đó trong đầu gượng lên một ý nghĩ rằng giờ chỉ còn một cái sức là phải leo lên trên này. Thì lúc đi một tay ném dối trên này, thả hai cái chân tùng tiên ra, rất là nguy hiểm, và ráng kéo người nằm dài lên ở trên cái bè đó, từ từ bắt đầu mới chui vô. Nhưng mà cái ý cầu sinh á, cái ý năng lực ý chí mình nó mạnh á, thì mình vượt có được một cái thôi. Nhưng lúc đó chỉ cần buông tay hay là không có duy trì được nữa là lập tức là nó rơi xuống liền. Chúng ta thấy cái ý chí mình á nó quan trọng dễ sợ lắm. Hoặc là một người bị bệnh mà bị gặp tai nạn, hoặc sau đó hứa hôn, giờ tự nhiên cái cô đã đến khóc, anh chàng đến khóc, nước mắt rơi xuống cái sóng vậy. Cái này nó là gì hả? Nó là ý tư thực, nó là một cái dạng ý chí, một dạng ý chí nó tồn tại, nó duy trì, tại vì nó khát khao sự sống, nó muốn là đi tìm kiếm cái sự sống như vậy, sở hữu sự sống như vậy. Nhưng mà bây giờ cũng như là nó bị bình giữa đường, hay là bị ngặt nghèo thế này, nó không có chịu nổi. Cho nên cái ý chí nó duy trì rất mạnh và nó tạo ra sự kỳ diệu. Cái vấn đề này á, khoa học không thể chứng minh nổi. Khoa học nó chỉ nói rằng đó là một hiện tượng kỳ diệu vậy thôi, chứ nó không biết giải thích như thế nào. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta thấy nó rõ, cái trạng thái này á là một trạng thái ý gì, ý tư thực, tức là khả năng duy trì mạng sống bằng ý chí. Chúng ta hiểu như vậy đó. Tiếp theo nữa, ở đây á có một chỗ mà trong tập dị môn luận nói, thì chỗ này cũng là cái điều mà chúng ta nên học để ý. Có loài chúng sinh to lớn sống ở trong biển, chúng ra khỏi nước lên đất liền để trứng, rồi để trứng trong cát, rồi lấp cát lại rồi quay xuống biển. Nếu như mà con mẹ thường nghĩ đến những cái trứng đó thì chúng không bị thối, nếu mà chúng quên mất thì những cái trứng này bị thối. Là các ngài giải thích đây là gì, là rùa ba ba, những cái loài to lớn ở dưới biển, nó sống dưới nước, lẽ ra nó để trứng trong nước, nhưng không, nó lên trên bờ cát rồi nó môi lỗ để trứng lấp lại, và nó không có nhớ đâu. Thì nó, nếu như nó không nhớ thì cái trứng đó là sẽ bị hư, còn nếu như nó nhớ thì cái trứng đó là sao, là sẽ nở ra, nó thành con. Nhưng mà lúc đó là các vị mà luận sư trong kinh bộ họ không có tán thán cái này, cái sự giải thích này. Cho nên thầy theo bản thân thầy cũng không tán thán. Tại sao? Bởi vì không thể nào cái ý của một người mà có thể là duy trì mạng sống cho một người, hiểu không? Không thể nào mà cái ý của một hữu tình này mà có năng lực duy trì mạng sống cho hữu tình kia. Như vậy thì thầy có thể khiến cho các vị sống trăm tuổi, và thầy không muốn cha mẹ thầy chết là cha mẹ thầy cứ sống mãi, phải không ạ? Cho nên điều đó nó không có xảy ra. Mà các ngài giải thích này á là gì, là đúng lý là nên hiểu rằng cái trứng thường nghĩ đến mẹ, tức là cái sinh hữu ở trong đó, trong cái tâm thức đó, nó thường nghĩ tới mẹ của nó, thì lúc bây giờ là cái trứng nó mới không bị hư. Còn chúng ta hiểu là cái trứng mà nó trong đó nó không nghĩ tới mẹ của nó là cái trứng hư rồi, là trứng thối rữa rồi, cho nên cái trứng nó không thể sinh con được, không thể nở được, hiểu không này? Như vậy thì chúng ta mới hiểu rằng là cái trạng thái này là sao. Cái trạng thái này là chỉ cho trạng thái là xúc. Xúc tức là cái sự trướng dưỡng này từ cái ý kiến nó nghĩ tới mẹ của nó, và trong đó nó tạo ra cái xúc. Cái xúc là nó tồn tại, duy trì và lớn lên. Được chưa hả?
Đó là cái biểu hiện của đoạn thực này, của ý tư thực này, của xúc thực ấy. À, như vậy chẳng hạn như bây giờ chúng ta mệt quá, nó đuối người đi, không còn một cái lực nào nữa, chúng ta đi tắm một chút xíu, thì bắt đầu là nước nó làm cho mình mát mẻ, thì trạng thái này là cái da mình nó xúc với nước, bây giờ nó tạo ra một cái năng lượng là sinh tồn, một cái năng lượng trướng dưỡng thân kinh, cho nên chúng ta gọi nó là thức ăn, tức là những gì mà làm cho thân kinh tồn tại, trướng dưỡng lên đều là thức ăn. Rồi nói tới cái yếu tố dinh dưỡng thì sao? Tức là tất cả các pháp hữu lậu đều trướng dưỡng các hữu, cho nên tất cả các pháp hữu lậu đều trướng dưỡng các hữu, nhưng mà Thế Tôn á, là chỉ nói có bốn thôi. Ở đây phân tích nó dài dòng, chúng ta chỉ cần ghi nhận như thế này, là hai loại đầu là đoạn thực, xúc thực, là những cái loại thực phẩm nó giữ gìn sự tồn tại của chúng hữu tình đã sinh ra, hoặc là chẳng hạn như là thức ăn uống và xúc, nó giữ gìn cho mạng sống chúng ta tồn tại, đó là trong hiện tại này. Còn là gì? Ý tư thực và thức thực, đó là hai loại thức ăn nó có năng lực là dẫn chúng ta tái sanh đời sau, hiểu chưa? À, là một hai anh ấy là nuôi hiện tại, còn hai anh ấy là dẫn mình ra đời sau. Cho nên mới nói rằng là gì hả? Mới nói rằng là cái hai lỗ đầu giống như là dưỡng mẫu, tức là người mẹ nuôi. À, còn hai lỗ sau á là giống gì? Sinh mẫu, tức là sẽ sinh ra đứa con tái sanh ở đời sau đó. À, được chưa? Chúng ta hiểu chỗ này chưa hả? À, chỗ này thì giờ hiểu phải không? Chỉ có mấy điều luận lý hơi phức tạp thêm chút nữa là gì? Một câu hỏi được đặt ra, có phải tất cả những gì thành phiến đoạn đều gọi là thức ăn? Tức là tất cả những cái gì mà thành miếng và có thể vo tròn đều gọi là thức ăn? À, thì trả lời ngay lập tức là có rất nhiều cái thứ thành miếng, như bí già chẳng hạn vậy á. Thôi không phải. Làm biết hay không? Bị bây giờ không? À, tại nói tiếng Anh đừng cười, tại nói hiểu được rồi ha, đi nghiệm vào cái ngữ. À, rồi gì? Là gì hả? À, nhưng mà nó không phải là thức ăn là vì sao? Chẳng hạn như là một miếng bả chó chẳng hạn, thì nó có thể là hủy hoại thân canh mà, hiểu chưa? Cho nên nó vẫn được gọi là phiến, là đoạn, là chia thành miếng vo cục tròn được. Nhưng mà những cái gì nó hại cho sự sống thì sao gọi là thức ăn? Cho nên cái thức ăn là chúng ta phải hiểu rằng nó duy trì sự sống, trướng dưỡng thân canh, cho nên như vậy mới gọi là thức ăn. Còn cái kia là gọi là độc dược hay là độc tố hủy hoại sự sống chứ không thể là thức ăn được, hiểu không ạ? Chữ nghĩa rất đơn giản. Rồi loại thứ hai chẳng hạn như là gì? Ở đây các ngài giải thích là ba trường hợp, mà bốn trường hợp. Trường hợp thứ nhất, phiến đoạn nhưng do duyên của nó mà các căn tổn hoại và các đại chúng phân rã, chẳng hạn như độc dược đó. Hai là ba loại thức ăn còn lại. Ba loại thức ăn còn lại á, mà sao không gọi nó là gì? Nó là thức ăn, bởi vì là xúc này, là ý, là thức thực này, là nó gì? Nó không thể nào dùng, nó tồn tại mãi được, nó không làm cho mình no bụng. Cái xúc nó không làm cho mình no bụng. Ví dụ như bây giờ mình ngồi cái mình sờ sờ bánh mì, nó no đi làm sao nó no? Cái xúc nó có trưởng dưỡng trong một mức nào đó, nhưng mà nó không phải là làm cho thức ăn được trong trường hợp đó, hiểu không hả? Còn trong trường hợp nữa, chẳng hạn như là trong trường hợp là ý, những cái ý mà cứ ngồi nghĩ không, nghĩ no bụng làm sao no được. Rồi còn cái thức á, cái thức thực thì ngồi ăn không cũng không được, nó không phải là những trường hợp như vậy. Ở đây chúng ta chỉ hiểu rằng là trong lý luận tư cứu ấy, thì cái gì là hủy hoại mạng sống không thể gọi là thức ăn. À, và những cái khác là tuy giá như nó không có hủy hoại mạng sống, nhưng không có thức ăn thì nó cũng không thể tồn tại. Chẳng hạn như xúc, ý và thức, nó không thể tồn tại nếu như không có thức ăn. Chẳng hạn như mình không ăn ấy, thì thức mình nó thu xuống,
cái ý mình nó mệt xuống mà mình có xúc hoài mình cũng không thể sống được, hiểu không này? Cho nên cũng không thể nói nó là thức ăn được, hình dung được không? À, đừng đừng nhầm lẫn cái câu chuyện trước là Khanh duy trì mạng sống một chút xíu, nó vẫn xét là ý tương thực, nhưng mà gọi là cái thức ăn ấy thì không đúng. Nó là ý tương thực là duy trì một phần đó thôi, chứ cái thức ăn của nó là phải là tồn tại trướng dưỡng sáu căn mới được. Và chúng ta thấy các ngài phân tích tiếp rằng là có xúc tư thức nào cho các căn phát triển và đại chúng tăng trưởng mà không phải là thức ăn, tức là giúp cho là xúc này thì sự có xúc này, rồi cái suy nghĩ này, rồi cái thức này làm cho các căn phát triển và các đại chúng tăng trưởng mà nó không phải gọi là thức ăn. Trường hợp nào? Các ngài đưa ra ví dụ là nếu chúng thuộc giới địa khác và là vô lậu. Chẳng hạn như thế này, trong tâm chúng ta nghĩ tới là cái tâm chúng ta xúc tới cái vô tham, vô sân, vô si, thì lúc đó là tâm đang xúc với vô lậu, phải không? Và nếu như chúng ta giữ mình xúc ở trong đó thì bắt đầu cái thân căn mình nó mát mẻ, nó dễ chịu, có bệnh ấy thì nó nhanh hết bệnh, hiểu không hả? Cho nên mặc dầu nó không phải là đoàn thực, nhưng mà xúc ý và thức đó nó vẫn gọi là thức ăn, được chưa hả? Cái là nó trường hợp nó xúc tới cái gì là vô lậu mới được, nên được không? Hình dung từng câu từng chữ quá nhiều thứ phải không? Hồi sớm giờ là quá nhiều cái loại kiến thức mà chúng ta đang kinh qua. Rồi tiếp theo, có thứ sau khi đã ăn mà người ăn bị tổn thương, đó cũng gọi là thức ăn. Nó hơi phức tạp thôi chưa? À, vì ban đầu có trợ ích. Chẳng hạn như thế này, chúng ta có thể nói thẳng thế này này, là chẳng hạn như có những loại thức ăn ở trong hoàng sắc nấm trong địa ngục, thì lúc đó người ta cái hoàng sắc nấm đó nó tàn phá cái thân thể đó, nhưng mà nó vẫn làm cho người đó cảm giác no bụng. Có con quỷ nó nói rằng: Bạch Thế Tôn, con chẳng biết vì sao cứ mỗi đêm con sinh ra năm đứa con và sinh đứa nào con ăn đứa đó, và con ăn hết 5 đứa con mà con không có no bụng. Tại sao? Bây giờ nó không phải đoàn thực, hiểu không hả? Nó là thuộc về cái lỗi ý thôi, cái lỗi trong tâm tướng thôi, cho nên cái bụng nó không cười lên được. Cũng giống như chúng ta tưởng tượng bao nhiêu đồ ngon bói bụng mình, cái bụng mình không cười lên được thì làm sao mà no. Cho nên đó là cái thức ăn nó chỉ làm cho mình no được là nó phải đoạn thực á, là nó làm cho cái thân căn mình nó trướng dưỡng lên là mình mới cảm giác no được. Ở đây thì chúng ta chỉ để ý một chút xíu là chẳng hạn như hồi nhỏ thầy thấy có một cái anh chàng ở hàng xóm, anh đi gánh lúa ở ngoài đồng, anh chạy ù vào nhà, anh khát nước quá, anh chạy ù ra xe bếp, anh thấy có một cái ly, cái gọi là cái bi đông mà không phải, nó giống như cái ly mà cổ xưa Mỹ ấy, của mấy lính ấy, cái ca đó, anh thấy vào ca trong đó có nước nó vàng vàng, anh thấy nước chè mẹ nấu á, anh bừng nín thở lao vào khơi, anh thở khê ra bay mùi dầu vô. như vậy thì ngay cái lúc mà anh làm một khơi đó, anh vẫn thấy nó đã khác, hiểu không hề? Nó lúc đó nó vẫn thấy đã khác, nhưng mà đầu khi khề đang cái anh thấy mùi dầu dôi, lúc đó là anh biết rằng là phải đi xuống ruột chứ không là tiêu. Thành ra chúng ta thấy cái chất đó nó hủy hoại mạng căn, nhưng mà nhất thời nó vẫn cho mình một cái ý là đã khác đó. Ý nói rằng như chúng sanh trong địa ngục nó đúng không có thức ăn, thành ra nó thấy một sắc nếu nó nghĩ là thức ăn của nó, và khi lấy ăn á thì nó ăn vô thì nó bị đốt ruột đốt gan, nhưng mà tạm thời nó vẫn cảm giác no bụng một chút và không có món nào khác, cho nên nó buộc nó vẫn phải ăn cái đó, bởi vì cái đói nó không chịu nổi. Thay rằng á là nó giải quyết một chút xíu cái đói còn hơn là nó không ăn mãi chịu không nổi, hình dung được không hả? À, phân tích sâu chỗ này chúng ta thấy ví dụ như bác quan trai thọ giới xong rồi tối ruột còn cào uống nổi, và cứ nghĩ rằng á là phải ăn gì đó rồi chứ không chết. Cho nên cái đó là được thuộc ý, nó thuộc ý là thói quen thôi,
chứ mình không ăn chút xíu không chết, đúng không? Mình nhìn đối một tháng chưa chết thì đừng nói là một bữa. Nhưng mà cái nó con cào sốt ruột và nó làm mình giống như là không chịu nổi vậy đó, phải đi ăn vô. Chúng ta đi qua nhanh một chút xíu nữa, khi không là không đủ giờ, đó là thức ăn theo sinh loại. Vấn đề thứ nhất được đặt ra là có bao nhiêu loại thức ăn trong mỗi thú và bao nhiêu loại thức ăn trong mỗi sinh đạo. Mỗi thú ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho là năm thú phân hay là sáu thú, tức là thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn sinh đạo á, cũng vậy, là chỉ cho là bốn cái loại là noãn sinh, thai sinh, hóa sinh, thấp sinh. À, thì có bốn loại thức ăn trong năm thú và bốn sinh. Bốn loại thức ăn là đoạn thực, xúc thực, ý tư thực và thức thực. Các ngài đặt câu hỏi liền, há địa ngục cũng có thức ăn ư? Cũng có thức ăn đoạn thực hay sao? Và giải thích rằng là gì? Là nếu có thể gây tổn hại cũng gọi là thức ăn, vì trái với bốn trường hợp ở trước. Nghĩa là gì hả? Là phiến đoạn nào duyên đến nó mà khiến tăng trưởng các kinh. Các ngài đưa ra cái luận lý như vậy đều phản biện rằng là cho rằng là ở trong địa ngục ăn hồi sắc nóng mà là thức ăn. Nhưng gì rồi thầy đã giải thích rồi đó, tức là nhất thời nó vẫn có cái cảm giác no bụng, cho nên nếu tính ngay chỗ đó thì vẫn gọi là thức ăn, nhưng sau đó thì nó lại khác. Còn con người chúng ta cũng vậy, trong thức ăn của mình nó có hai phần, chẳng hạn như là cái phần mới ăn vô và cái phần nó đang tiêu hóa, thì đó là gọi là thức ăn. Nhưng cái phần nó tiêu xong rồi không gọi là thức ăn. Đúng không ạ? Đó, mà cái nó tiêu rồi mà không nó không đi ra, nó nằm im, nó là chết đó, chứ không phải giỡn đâu. Nó chết đó, tại vì sẽ cơ thể mình nó như vậy đó, tại nó chỉ có hai phần đầu là thức ăn và phần thứ ba là không phải. Nó có chút xíu tàn dư thôi, tức là khoảng 5-10% gì đó tàn dư thôi. Cho nên ai bị ung thư cái đại tràng á thì họ cũng bị ốm, bị mất đi một phần dinh dưỡng, tức là cái phần dinh dưỡng vơ vét đó. Nhưng mà mình nhịn đi vệ sinh, nhịn đi cầu á, thì đôi khi những độc tố đó nó lấy vô trong máu, và cái máu mình nó có rất nhiều thứ cặn, thành ra cũng là hủy hoại thân mạng mình đó. Rồi chúng ta tiếp theo ha, có một câu kinh mà đây Phật nói á, là cho dầu bố thí cho 100 vị tiên nhân ngoại đạo ly dục thọ dụng, và một người bố thí cho một phàm phu đi trong rừng rậm thiệm bộ, phước quả của người sau nhiều hơn người trước. Ý nói rằng là gì? Tức là bố thí cho một người phàm phu đi trong rừng rậm ở cõi Nam thiệm bộ châu, cũng không là phước nhiều hơn là bố thí cho hàng trăm tiên nhân ly dục. Tiên nhân ly dục chúng ta được xếp vào loại là dị sanh, bởi vì không có chánh đạo dẫn dắt, nhưng họ xả ly cái tham dục mà họ ăn lá cây uống nước suối, tâm của họ ở trong thiền định. Nhưng Thế Tôn nó không bằng. Như vậy chúng ta nếu như không khéo hiểu câu này cho đúng thì lúc đó nó sẽ sai, và chúng ta phải đặt cái lời dạy này vào ở trong ngữ cảnh. Đây là Đức Phật muốn chỉ cho là Bồ Tát Hộ Minh hay là một thái tử lúc sắp thành đạo. Lúc đó ngài còn là một phàm phu, hiểu không ạ? Nhưng mà do cái khả năng viễn ly và con đường tiến tới Phật quả của ngài, thì lúc bây giờ cho cái vị đó ăn á, là hơn cho 100 vị tiên nhân kia. Mặc dù những vị tiên nhân ly dục rồi, nhưng mà cái phước không bằng cho vị này, cho nên Sujata là cái phước rất lớn, hiểu không này? Đó là cái câu kinh này ý chỉ cho chỗ đó, chứ không phải là chúng ta hiểu nhầm. Tại lời dạy phải đặt trong ngữ cảnh nha. Rồi có trường hợp là gì hả? Có trường hợp là sợ nhầm lẫn, cho nên sau này Thế Tôn mới nói á, là cúng dường cho những người đi trong con đường của sơ quả, tu đạo hoàng hướng, tu đạo hoàng quả, thì cái phước nó nhiều hơn là cúng dường cho ngay cả những vị tiên nhân ly dục. Tại sao? Bởi vì các vị tiên nhân ly dục kia, họ một lúc đó họ vẫn còn có thể trôi lại trong sanh tử. Còn những ai mà đi vào cái quả vị tu đạo hoàng hướng là người đã đi ra khỏi luân hồi. Cho nên cuối cùng á, cái phước của người giúp cho họ cúng dường, mặc dù hiện tại cái người nhận đó là phàm phu chưa chứng thánh, nhưng mà họ vẫn có cái phước lớn hơn.
Đó là cái bàn tọa nhãn Đức Phật nối tới những cái giá trị của thức ăn và sự cúng dường như thế nào cho nó phù hợp á. Đó chính là những nội dung mà chúng ta học ngày hôm nay. Như vậy thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến đây là đã xong những cái phần nối vỡ các loại thức ăn. Có 3 loại chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay. Đó là cái gì? Xúc thực, ý tư thực và thức thực. Cứ nghĩ là thực là thức ăn. Thức ăn nó là những cái thứ mà giúp cho các lĩnh vực này tồn tại. Chẳng hạn như là xúc thực, nó thân căn là tạo ra cái xúc thực đó, là tạo ra thân căn tồn tại. Còn nếu như mà xúc thực nó mất thì thân căn cũng không có. Chẳng hạn như đi vào trong những cái loài như là càng thất bà, thân như hư không, thành ra là trạng thái là không có xúc thực, tại thân căn nó mất đi á. Rồi những cái chẳng hạn như là ý tư thực là cái điều đó chúng ta thấy nó kỳ diệu nhất. Còn thức thực á là đời sống của thức, mà đời sống của thức là luôn đi tìm kiếm thức ăn. Cho nên quá trình thức đi tìm kiếm thức ăn nó tạo ra lộ trình sinh tử. Thì khi nào cái thức này nó ngưng lại thì lúc bây giờ bắt đầu là cái đời sống tìm kiếm thức ăn mới hết đi. Rồi còn lý luận phức tạp ở trong những loại thức ăn, loại có hại, loại có lợi, hai loại đầu là hai cái loại mà nó giữ gìn cái thân căn mạng căn này, còn hai loại sau á là hai cái loại mà nó làm cho nó làm cái nền tảng để chúng ta tái sinh, đó là thức thực và ý tư thực. Chúng ta dừng ở đây. Như là Phật, cảm ơn các vị đã lắng nghe. Nguyện đem công đức đầy